HB Shop xin chào các bạn. Hôm nay shop về được một ít là cái túi đeo các bạn. Túi đeo này là túi da bò nha các bạn. Đó. Cảm ơn các bạn trong một khoảng thời gian qua đã ủng hộ về cái phần thắt lưng các bạn. Thắt lưng hay dây nịt các bạn, thắt lưng da bò. Đó. Hàng da bò thì hôm nay mình về được một số cái túi đeo nhỏ gọn các bạn. Đây. Gần một gang tay thôi. À, các bạn thấy không? Đó. Đây là chiều dài. À, đây chiều rộng. Cái bề dày của nó đây. Đó. Các bạn thấy mình quay hết sản phẩm này cho các bạn xem. Đây là cái dòng túi da bò du lịch các bạn mang theo rất là nhỏ gọn nha. À. Thì đây, nó có một số ngăn đây bạn. Đây là cái ngăn phía trước mặt trước đây. À. Và đây là mặt sau. Mặt sau thì chúng ta có thể là luồn qua dây nịt được các bạn ha. Luồn qua thắt lưng, chúng ta đeo bên hông đều ok. Đây có ba cái móc. Các bạn thấy cái sân ti của nó rất là chất lượng. Đầu kéo nè. Cái đầu kéo nó khá là đẹp nha. Thì ở đây mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Nha. Đây là chiếc da bên trong nè các bạn. Đây mình khui ra các bạn xem thử cái mẫu, một mẫu bên trong của nó. Cái này một ngăn nè các bạn. Đây là cái ngăn chúng ta có thể để được cái điện thoại nha. Đây cái này để được điện thoại nhỏ hơn các bạn nha. Đây không vừa, mình có thể để được một số cái điện thoại nhỏ hơn, hoặc là chúng ta để thuốc lá, hoặc là để tiền đều ok. Thì nó còn hai cái ngăn ở trong nữa các bạn. Đây thì chắc chắn là hai ngăn trong là chúng ta để một cái điện thoại là ok rồi. À, các bạn thấy để vừa ngăn nào thì chúng ta cứ để. À, ở đây chúng ta để zippo cũng được nha, hoặc là hộp quẹt chúng ta để mang theo. À. Rồi còn một ngăn nữa đây. Ngăn này của nó chúng ta để ví tiền cũng ok các bạn, thì nó sẽ kèm theo một cái dây đeo. À, dây đeo như thế này đây các bạn. À, dây đeo như thế này chúng ta có thể là đeo chéo trước hoặc là ngang hông. Dây đeo nó cũng khá dài các bạn, khoảng một thước thước rưỡi ạ. À, dài nha. Chúng ta móc có thể đeo ngang hông hoặc là đeo trước ngực đều ok, hoặc là chúng ta sẽ đeo trên thắt lưng. À, cũng ok. À, như thế này đây cũng tiện lợi mang theo cho chúng ta đi du lịch, hoặc là các bạn mà đi du lịch các bạn cất hành lý xong thì cái này có thể là đựng thêm một số tư trang quý giá các bạn để vào bên trong cái bóp da này, chúng ta mang theo sẽ tiện lợi hơn. À. Cái nắp đậy cũng khá là tiện lợi. À. Thì nó có mẫu màu nâu da bò và một cái mẫu nó là màu đen các bạn. Cái mẫu nó là màu đen. Đây. Đây. À. Thì các bạn nào thích đeo ngang hông, bên hông thì chúng ta đeo, hoặc là chúng ta đeo trước ngực thì đeo nha. Thì một số mẫu như thế. Thì trong những cái bọc này nó có thể là nó màu đen. Đây các bạn, mình xé ra luôn cho các bạn xem. À, nó là màu đen nha các bạn. Đó. Đây. Vừa ra có một cái số túi bị chéo da bò, hàng chất lượng nha các bạn. À, da bò thì cái này nó lớn hơn. Nó to hơn các bạn, gần một gần gửi tay của mình nha, gần một gần gửi tay. Thì những cái dòng này các bạn mang theo du lịch là rất là ok. Đó. Thì các bạn những cái túi này các bạn có thể để được nhiều đồ hơn ha, cho để có thể là để bóp, để ví, để máy tính bảng, à, điện thoại, để tiền đều ok ha các bạn. Đây đây đó, thì đây cái dây đeo nó chất lượng các bạn, dễ dù, bóng,
nhìn rất là chất lượng. Đó, mình quay từ trước ra sau để các bạn dễ xem nha. Đây đem theo các bạn thu tiền ở quán nè, ở trạm xe nè, hoặc là ở trong các siêu thị cũng rất là ok. Đây da bò nha các bạn. Đó, bao lửa này các bạn, các bạn test bao lửa cho các bạn. Đây là cái da của nó đây, à, làm cái su tia một nhăn nè, à, hai nhăn nè, à, ba nhăn nè, nhăn to các bạn, nhăn này nhăn to, bốn nhăn ở phía trong để những cái gì đó các bạn để, à, phía sau nữa là năm nhăn, à, và kèm theo một cái dây đeo rất là chất lượng, các bạn có thể đeo phía trước, sau lưng hoặc là ngang hông đều ok các bạn. Cái bề dày của nó cũng khá dày các bạn, khoảng chừng 3 lóng tay nha, 2 lóng cử. Đó. Mình không có dùng thước cho nên mình đo đo ngón tay cho bạn dễ hình dung nè. Đây à, khoảng 2 ngón cử tay cũng khá dày, các bạn để được nhiều thứ. Thì cái dòng túi chéo da bò này các bạn mang theo là đi du lịch là khá ok rồi ha. Đó, có màu màu đen, màu nâu da bò, đây mẫu nó đây. Nhìn rất là chất lượng các bạn ha, đi kéo nó nè, bền bỉ nha. Rồi những cái túi nhỏ màu đen, thì các bạn nào có cần những cái dòng túi chéo da bò này, các bạn mua để chúng ta sử dụng, hoặc là chúng ta làm quà tặng cho người thân, hoặc là các bạn gửi cho những người thân ở nước ngoài. Đó, đây là một món quà rất là im các bạn ha, tức là những cái người mà nhận được những món quà này và hoặc là các bạn sử dụng thì rất là hài lòng và ok các bạn, rất là tiện lợi. Trong khi chúng ta thường đi tới lui, đi du lịch hoặc là đi làm việc nha, hoặc là đi chơi, đi dạo phố ban đêm, à, thì rất là ok. Đó, thì các bạn nào có nhu cầu liên hệ với HB Shop qua cái số Zalo nha các bạn. Các bạn nhắn tin Zalo nha, thì mình sẽ gửi ảnh trực tiếp cái phần mà các bạn đã chọn cái sản phẩm, đúng sản phẩm mình sẽ gửi đúng, các bạn kiểm tra ok thì các bạn thanh toán, nếu không ok cứ gửi ngược về cho mình không sao cả, shipper sẽ gửi ngược lại. Qua các bạn liên hệ với mình qua cái số Zalo là 0985566733. Các bạn nhớ là nhắn tin inbox qua Zalo giúp mình nha, vì công việc của mình nó rất là nhiều cho nên mình ít khi mà nghe phone lắm nha các bạn. Đó, do mình làm, mình là người làm trực tiếp mà cũng mình cũng bán hàng luôn nha. À, các bạn thương tình các bạn ủng hộ mình nha, đăng ký và theo dõi kênh của mình để có nhiều cái thông tin bổ ích cũng như giúp đỡ nhau trong quá trình sử dụng các loại máy móc điện tử, công nghệ thông tin, à, về các loại đồ da các bạn ha. Thì mình cùng chia sẻ các bạn hết và một số cái sản phẩm êm hay ho và chất lượng mình giới thiệu cùng các bạn để các bạn đáp ứng tốt cái nhu cầu mong muốn của mình. À, HB Shop, xin chào các bạn nha.